giới thiệu đi. Chào anh Vũ Duyên. Hôm nay là ngày thứ 3 của tour Thái. Đi túc túc đi ông ngoài biển để xong tiền. Đi hết là đảo. Hôm nay tụi em là đi cư la đảo để... Bôi lại lục cười đi, bôi lại lục cười. Đảo gì? Xong tiền. Bôi lại lục cười đi. Xong tiền. Lục cười. Như kiểu mà cái đoàn về làng không quá mà ông tơ về. Không gặp tiền đi. Bôi lại lục cười chứ, đeo quay băng cái nó phải thế. Bôi lại lục điêu ấy.